chân cũng phải để chúng ta đặt đặt lễ ra ba lễ. Chỉ tâm đặt lễ Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, xin gia hộ cho đệ tử chúng con nhiếp tâm trì niệm hồng giấc. A Di Đà Phật. Chỉ tâm đảnh lễ Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, xin gia hộ cho đệ tử chúng con nhiếp tâm trì niệm hồng danh A Di Đà Phật. Chỉ tâm đảnh lễ Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, xin gia hộ cho đệ tử chúng con nhiếp tâm trì niệm hồng danh A Di Đà Phật. Xin cung phật và đại chúng chúng ta đồng quỳ xuống quỳ hương. Quyền đem lòng gửi theo đa mây hương, mời phương cung cung giữ ngôi Tam Bảo. A Di Đà Phật. Xin cung cung hành đại chúng chúng chấp tay trang nghiêm hành trên tình thương tâm linh ba ngôi Tam Bảo, quyền nương nhờ đức từ của Tam Bảo giúp minh minh gia hộ cho chúng con, để chúng con cùng nhau thành tập nhất tâm triệu hình hương linh Phật tự lý thị Phật pháp danh tinh tinh ngộ, hưởng thọ 66 tuổi, mất ngày 24 tháng 8 năm Quý Mão, thành tập nhất tâm triệu hình hương linh lý thị Phật pháp danh tinh tinh ngộ, hưởng thọ 66 tuổi, mất ngày 24 tháng 8 năm Quý Mão, hành tâm nhất tâm triệu hình hương linh bảy lần về để họ lãnh hương vị và pháp vị. Kính thưa hương linh Phật tử lý thị Phật pháp danh tinh tinh ngộ, hưởng thọ 66 tuổi. Hôm nay là từ khắc thứ hai của hương linh, vậy tính từ lúc hương linh xả bỏ báo thân đến giờ phút này đã trôi qua được hai từ khắc rồi, và do đã mất thân, vì thế hương linh về đây chỉ họ là được hương vị, đó là mùi hương của hương đèn quá quả nước mà người nhà dắt dắt cung. Còn họ là pháp vị, đó chính là giáo pháp của Đức Phật, là giáo pháp của Đức Thế Tôn. Và hương linh về đây họ là hương vị, chỉ là cái phụ. Còn pháp vị mới chính là cái chân. Vì pháp vị mới giúp cho hương linh đưa đến con đường hành tụ giác ngộ giải thoát và sanh về tịnh độ và sanh về cõi Đức Phật A Di Đà, để giúp khỏi cái sinh tử luân hồi, lên bắt khỏi chuyện hành bị Phật tương lai
và là lợi ích cho muôn loài chúng sanh. Và đức hương linh ở giai đoạn này do đã bắt khắc rồi, cho nên hương linh sẽ đến và đi theo dòng tư tưởng, gọi đó là theo dòng suy nghĩ mà mình đi và đến. Vì sao? Vì ở giai đoạn thứ hai gọi là giai đoạn trúc bất cặc tự, tức là giai đoạn hấp hối. Ở giai đoạn này thì năm căn mắt, tai, mũi, lưỡi, ha, năm căn này chết trước. Và căn thứ sáu đó chính là ý thức, căn này chết sau cùng. Và khi nó chết thì sẽ chui rút vào cái thức thứ tám gọi là A là gia, và còn gọi là tạng thức. Người đời gọi đây là linh hồn, và trong Phật pháp gọi đây là hạt thức. Và khi kết thúc giai đoạn thứ hai gọi là trung ấp cặc tự, bằng sự chấp nhất hơi thở bên ngoài, sẽ bước qua giai đoạn thứ ba gọi là giai đoạn trung ấp lâm chung. Đây là giai đoạn để các thiện tri thức đến nhắc nhở và hộ niệm cho hương linh. Và chấp nhất kết thúc cái giai đoạn trung ấp lâm chung này là cái hạt thức của mình thoát ra khỏi thân xác. Và cái hạt thức đó còn gọi là cái thức thứ tám. Khi thức thứ tám này thoát ra khỏi thân xác thì để lại một thân xác lành hoàn toàn từ đầu tới chân. Và trong lúc mà cái thức thứ tám thoát ra khỏi thân xác thì thức thứ bảy là ý thức, nó tập trong thức thứ tám. Vì thế cái dòng tư tưởng và cái suy nghĩ nó tập trong thức thứ tám. Ví dụ hôm nay là thực khắc thứ hai của hương linh. Khi chịu hương linh về đây niệm Phật với đại chúng cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc quá. Nhưng nếu hương linh không giữ được chánh niệm để cái dòng tư tưởng, dòng suy nghĩ mà gọi đó là tạp niệm dòng tưởng nó không chế mình. Khi mình về đây rồi, ví dụ như mình nhớ người thân ở thành phố có người thân của mình liền bay vọt đến đó. Khi bay vọt đến đó là gửi một niệm khác, ví dụ gửi niệm về Hà Nội liền bay về Hà Nội. Khi bay về đến Hà Nội lại nhớ đến Bình Dương liền bay vọt đến Bình Dương. Do dòng tư tưởng của mình liên tục nói tiếp nhau, vì thế mình sẽ bay vọt liên tục, không có giờ phút nghỉ ngơi, đau khổ vô cùng. Hương linh ở giai đoạn này, hương linh sẽ bay được, đi xuyên tường được, và đọc được dòng suy nghĩ của những người đang suy nghĩ về mình. Và ở giai đoạn này, do đã bắt khắc, cho nên hương linh không thể nào làm chủ được. Nếu hương linh an trú không có hiệu nơi tâm thì không bị tạp niệm dọc tường là cho mình bay vọt suốt ngày suốt đêm đau khổ vô cùng. Và trong lúc hương linh bay vọt khắp nơi không sao tránh khỏi những cảnh tượng rùng rợn khủng khiếp diễn ra trước mắt hương linh. Hương linh hãy nhớ đó chẳng qua là lệnh già cả do tàn thức của mình mà biến hiện ra. Nếu trong lúc này hương linh an trú được không còn hiểu nơi tâm nhớ và niệm Phật thì tất cả những cảnh tượng đó đều tan biến mất. Và nếu trong lúc này mà hương linh niệm và được nhất nhất tâm tâm bắt lọ, tâm tâm không tác lọ quyền sanh Tây Phương, thì ánh sáng quang minh của Đức Phật A Di Đà sẽ không chiếu xuống để tiếp dẫn hương linh trong giai đoạn này. Vì Đức Phật A Di Đà có phát lời đại nguyện rằng nếu chúng sanh nào chỉ tâm tinh ưa xưng danh niệm ta, xưng danh hiệu ta từ một niệm đến mười niệm, nhất nhất tâm bất lọ, tâm tâm không tác lọ, quyền sanh về cõi nước ta. Nếu ta không tiếp dẫn dạng sanh về ở dưới của ta, ta thề không hành Phật. Đây là lời đại nguyện của Đức Phật A Di Đà.
mặt trời mặt trăng có thể rơi rụng, núi tu di có thể sụp đổ, nhưng lời của Đức Phật thì không bao giờ hư dối. Vậy nếu trong giai đoạn 49 ngày khắc thức mặt này, chỉ cần hương linh buông bỏ được dạng duyên một và chí hành sự niệm dạng đức học giác a di đà phật, niệm phật nhất tâm bất loạn, tâm tâm không tán loạn, quyền sanh tây phương, thì cho dù hương linh ở cạnh dưới nào hoặc bất cứ nơi nào, thì hào quang ánh sáng của Đức Phật A Di Đà đều không chiếu xuống tới để tiếp dẫn hương linh. Vì trong mười phương thế giới của chư Phật thì ánh sáng quang minh của Đức Phật A Di Đà là ánh sáng chiếu mạnh nhất và xa nhất, chiếu xuyên suốt cả ngày lẫn đêm, dưới chiếu hấu cung điện ngục ngạ quỷ súc sanh Atula, trên chiếu đỉnh nhân thiên hình văn viên giác Bồ Tát và thế giới của chư Phật. Hào quang ánh sáng của Đức Phật A Di Đà không có giới hạn, chỗ nào nơi nào Phật đều thông quang đến. Hào quang ánh sáng của Đức Phật A Di Đà luôn luôn hiện hữu, chỉ cần hướng linh buông bỏ dạng duyên, niệm niệm Phật nhất tâm bất loạn, quyền sanh tây phương, thì đại nguyện của Đức Phật A Di Đà ngài sẽ hiện thân tiếp dẫn để phật quang tiếp dẫn hương linh. Hương linh hãy nhớ sáng quang minh của Đức Phật A Di Đà, đó là sáng màu vàng sáng chói rực rỡ. Khi hương linh một già chí hành hạnh sức niệm dạng đức học giác A Di Đà Phật quyền vạn sắc tây phương cực lạc quá, hương linh thấy ánh sáng màu vàng sáng chói rực rỡ của Đức Phật A Di Đà chiếu xuống. Hương linh hãy chắp tay lại và phát quyền rằng: đệ tử con pháp danh là Tịnh Ngộ, con xin quyền đời đời kiếp kiếp quy Phật, con xin quyền đời đời kiếp kiếp quy Pháp, con xin quyền đời đời kiếp kiếp quy Tăng, con xin quyền đời đời kiếp kiếp quy vào ánh sáng quang minh của Đức Phật A Di Đà, con quyền được vạn sanh tây phương cực lạc quá, thì ánh sáng quang minh của Đức Phật A Di Đà sẽ phóng quang nhiếp đầu hương linh dạ sanh dạ thó ngay trong lúc này. Nam mô A Di Đà Phật. Thank you.
Từ quý ấy Phật sanh
chúng sanh hãy theo đạo cả ta lòng vô tự
chúng ấy. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính lại đức từ phụ A Di Đà Phật. Kính lại đức từ phụ A Di Đà Phật. Trong thế giới mười phương của chư Phật. Trong thế giới mười phương của chư Phật. Chỉ có đức Phật A Di Đà. Chỉ có đức Phật A Di Đà. Phát ra những lời đại nguyện. Phát ra những lời đại nguyện. Với tình thương yêu vô lượng vô biên. Với tình thương yêu vô lượng vô biên. Luôn che chở và cứu độ tất cả chúng sanh. Luôn che chở và cứu độ tất cả chúng sanh. Vãng sanh về cõi nước của Ngài. Vãng sanh về cõi nước của Ngài. Trong tất cả các cõi nước mười phương. Trong tất cả các cõi nước mười phương. Chỉ có cõi nước Tây Phương Cực Lạc. Chỉ có cõi nước Tây Phương Cực Lạc. Là hầu thắng hơn tất cả. Là hầu thắng hơn tất cả. Con xin nguyện quy y. Con xin nguyện quy y. Nguyện vãng sanh về cõi nước này. Nguyện vãng sanh về cõi nước này. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Sắc thân Di Đà như núi vàng. Sắc thân Di Đà như núi vàng. Tướng hảo quang minh chiếu mười phương. Tướng hảo quang minh chiếu mười phương. Chỉ người niệm Phật được giết họ. Chỉ người niệm Phật được giết họ. Nên biết bản nguyện mạnh vô cùng. Nên biết bản nguyện mạnh vô cùng. Sáu phương Như Lai hiện lợi chứng. Sáu phương Như Lai hiện lợi chứng. Chuyên xưng danh hiệu đến Tây Phương. Chuyên xưng danh hiệu đến Tây Phương. Đến đó quan nợ nghe diệu pháp. Đến đó hoa nở nghe diệu pháp. Nguyện hành thập địa tự nhiên hạnh. Nguyện hành thập địa tự nhiên hạnh. Quy mạng lễ A Di Đà Phật. Ở phương Tây thế giới an lành, con nay xin ba nguyện vãng sanh. Quy sanh đất A Di Đà Phật.